Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong những bài học tiếp theo của khóa học tốt ngữ văn lớp 6. Cô Ngọc Anh rất vui vì đã được đồng hành cùng các bạn ở trong năm học này. Trong bài học ngày hôm nay thì tiếp nối với nội dung như lần trước cô đã nói với các bạn, khi mà chúng ta đã tìm hiểu được về các thành phần chính của câu, với việc chúng ta xác định được ở trong câu thì có hai thành phần chính, đó chính là chủ ngữ và vị ngữ. Đồng thời thì chúng ta cũng đã chỉ ra được rằng là ở trong câu thì có thể là câu có một chủ ngữ hoặc là có nhiều chủ ngữ, có thể có một vị ngữ hoặc là nhiều vị ngữ, đúng nhỉ? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay cô sẽ đưa đến với các bạn nội dung của câu Trần Thuật Đơn để chúng ta xác định xem rằng là câu mà có một cụm chủ ngữ vị ngữ hoặc là câu có nhiều cụm chủ ngữ vị ngữ thì sẽ được xác định là những câu như thế nào, chúng ta sẽ gọi tên nó nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, một La Mã, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem câu Trần Thuật Đơn là gì. Các bạn sẽ có những cái ví dụ, những ngữ liệu ở trong sách giáo khoa trang 101 để có thể làm rõ được nội dung này. Các bạn có này, đó là một đoạn ở trong văn bản bài học Đường Đời Đầu Tiên của tác giả Tô Hoài, đúng không? Các bạn sẽ có một đoạn văn bao gồm 9 câu. Và chúng ta hãy cùng chú ý nhé, trước khi mà cùng với cô làm bài tập này, trả lời những câu hỏi của 3 phần trong phần 1 La Mã, câu Trần Thuật Đơn, thì các bạn hãy đánh dấu vào từng câu một để chúng ta có thể xác định được rằng là những cái câu nào được xếp vào những kiểu nào, được chưa nhỉ? Các bạn sẽ có này, có những cái câu mà các bạn được dùng để kể tả này, có những câu các bạn dùng để hỏi, có những câu các bạn dùng để cầu khiến, hoặc là có những câu các bạn dùng để cảm thán chẳng hạn. Thì bây giờ cô sẽ chỉ ra cho các bạn, đó chính là chúng ta sẽ cùng chỉ ra 4 kiểu câu mà chúng ta đã được học nhé. Câu chia theo mục đích nói, đúng nhỉ? Các bạn có 4 kiểu câu chia theo mục đích nói này. Các bạn có thể thấy các kiểu đó, đó chính là câu cảm thán này. Câu cảm thán giúp cho các bạn có thể bộc lộ cảm xúc, đúng nhỉ? Tiếp theo thì các bạn có câu kể và tả này. Câu kể và tả này. Tiếp theo thì các bạn có thêm kiểu câu nữa, đó chính là kiểu câu cầu khiến này. Và với những câu rất là thông dụng ở trong đời sống của các bạn, đó chính là câu mà các bạn dùng để hỏi ấy, thì chúng ta sẽ gọi nó là câu nghi vấn, đúng nhỉ? Chúng ta có câu nghi vấn. À, vậy thì với bốn cái kiểu câu mà được phân chia theo mục đích nói như thế này, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chú ý đến cái đoạn văn ở trong sách giáo khoa nhé. Nhắc lại với các bạn, đó chính là trước khi mà các bạn làm bài tập này thì các bạn hãy đánh số từ 1 đến 9 cho các câu văn ở trong đoạn này. Và cô thì sẽ liệt kê ra cho các bạn là những cái câu văn này thì được xếp vào các kiểu câu nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có này, đó là chưa nghe hết câu, tôi đã hết răng lên, xì một hơi rõ dài. Thì ở câu này đưa đến cho chúng ta việc mà tác giả kể lại hành động của dế mèn, đúng không? Vậy thì đây sẽ là thuộc nhóm câu kể và tả, chúng ta sẽ có câu 1 thuộc nhóm này này. Câu thứ 2, rồi với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng. Thì chúng ta còn tiếp tục một cái hành động nữa của dế mèn, đó chính là mắng dế chất. Thì chúng ta sẽ có câu 2 cũng thuộc kiểu câu này, đúng nhờ. Câu thứ 3, hức. Chúng ta có một cái câu dùng để bộc lộ cảm xúc, đúng nhờ. Các bạn sẽ có câu cảm thán, câu thứ 3 này. Chỉ cái điệu bộ khinh khỉnh, cái dáng điệu khinh người của dế mèn, thông sang ngách nhà ta. Một câu mà các bạn sẽ thấy câu này có dấu hỏi chấm ở cuối thì rõ ràng đó là câu nghi vấn rồi, đúng không? Chúng ta có câu số 4 được xếp vào nhóm câu nghi vấn này. Câu số 5, nghe dễ nhỉ chấm than. Các bạn sẽ có thêm một câu nữa thuộc nhóm câu cảm thán, đúng không? Tiếp tục lại là một câu nữa mà đưa đến cái thái độ rất là trịch thượng và một cái thái độ coi thường của dế mèn đối với dế chất. Chúng ta có câu thứ 6, đó là chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thì cái câu này đưa đến cho chúng ta một cái sự miêu tả, đó chính là dế chất thì hôi như cú mèo, khiến cho dế mèn không thể chịu được việc sẽ thông dế tổ của dế chất thì sẽ có một đường thông sang tổ của dế mèn, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ có câu số 6 thuộc câu tả này. Câu thứ 7 đó chính là thôi im ngay cái điệu mưa rầm sùi sụt đấy đi. Thì ở đây dế mèn đang có một cái
hành động đó chính là bảo dế chót là đừng có nói gì nữa. Thì chúng ta sẽ có câu số 7 sẽ là câu cầu khiến này. Câu số 8, đào tổ nông thì cho chết. Câu số 8 này các bạn sẽ thấy tiếp tục một cái câu nữa mà tỏ rõ cái thái độ khinh thường của dế mèn đối với dế chót, đúng không nhỉ? Chúng ta có câu số 8 là câu cảm thán này. Và cuối cùng câu số 9 đó chính là tôi về không một chút bận tâm. Thì các bạn có một cái hành động của dế mèn ở đây đó chính là quay về tổ của mình và không hề quan tâm đến những cái lời nói đau lòng mà mình vừa xả ra với dế chót. Các bạn sẽ có câu số 9, thì sẽ là câu kể này. Như vậy thì các bạn đã có đó chính là câu hỏi ở phần 1 hỏi các bạn là những cái câu dưới đây dùng để làm gì? Thì chúng ta đã phân chia bốn cái mục đích chính của lời nói trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ có câu 1, 2, 6, 9 dùng để kể và tả này. Câu 3, 5, 8 dùng để bộc lộ cảm xúc. Câu thứ 7 dùng để cầu khiến. Và câu số 4 các bạn sẽ có đó là một câu hỏi, được chưa nhỉ? Và các bạn chú ý một chút đó chính là với bốn câu số 1, số 2, số 6 và số 9 là các câu dùng để kể và tả. Thì cô đã tóm tắt những cái bộ phận chính bao gồm chủ ngữ và vị ngữ của các câu đó lên đây rồi. Thì các bạn hãy cùng chú ý để chúng ta quan sát được các câu kể và các câu tả ở phía trên này nhé. Khi mà thực hiện xong bài tập số 1 thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 này. Bài tập số 2 này thì yêu cầu các bạn xác định chủ ngữ và vị ngữ cho các câu mà chúng ta vừa tìm được. Trước khi mà xác định chủ ngữ và vị ngữ cho các câu này thì cô giới thiệu với các bạn đó chính là khi mà chúng ta có những câu kể tả giới thiệu hoặc là nhận xét về một cái điều gì đó thì chúng ta sẽ gọi đây là các câu trần thuật. Các câu trần thuật. Cô nhắc lại nhá, chúng ta có câu trần thuật đó chính là những cái câu kể tả nêu nhận xét hoặc là giới thiệu. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý chúng ta có bốn câu mà đã được cô đưa lên ở phía trên này rồi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng phân tích chủ ngữ, vị ngữ, phân tích cấu tạo, phân tích các thành phần chính của các câu này nhé. Chúng ta có câu đầu tiên đó chính là chưa nghe hết câu, tôi đã hách răng lên, xì một hơi rõ ra. Thì chúng ta sẽ có tôi ở đây sẽ là chủ ngữ này. Và thành phần còn lại thì sẽ là vị ngữ, đúng nhá. Chúng ta vừa mới được học về các thành phần chính của câu ở trong bài học lần trước. Đây là những cái kiến thức liên quan đến việc mà phân biệt cấu tạo của câu, thành phần chủ ngữ, thành phần vị ngữ, đặt câu hỏi để có thể xác định một cách rõ ràng các thành phần đó thì các bạn có thể áp dụng để làm được bài này, đúng nhá. Chúng ta sẽ có thêm nữa câu thứ hai, chúng ta sẽ có tôi mắng thì tiếp tục một đại từ làm chủ ngữ nữa này. Phần thứ ba đó chính là chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thì các bạn sẽ có ở đây có hai chủ thể và có hai hành động được nhắc đến nhá. Chú mày. Chú mày ở đây là chủ ngữ chỉ dế chót đúng nhỉ? Hôi như cú mèo ở đây sẽ là vị ngữ này. Và các bạn sẽ có đây là vị ngữ 1, đây là chủ ngữ 1. Được chưa? Tiếp theo các bạn sẽ có một cái thái độ, một cái sự nhận xét, một hành động của dế mèn ở đây. Các bạn sẽ có đây, ta nào chịu được. Thì từ ta ở đây tiếp tục sẽ là một đại từ chủ ngữ số 2. Và cụm từ nào chịu được ở đây thì các bạn sẽ có đây sẽ là vị ngữ số 2. Được chưa nhỉ? Cuối cùng thì các bạn sẽ có câu đó chính là không một chút bận tâm. Các bạn chú ý đó chính là câu này thì sẽ đầy đủ sẽ là tôi về này. Tôi về không một chút bận tâm. Cuối cùng thì các bạn sẽ có câu số 4 ở trong phần này nhé. Đó chính là các bạn có tôi về không một chút bận tâm. Thì các bạn có một cái hành động của dế mèn. Đó chính là trở về tổ mà không hề quan tâm đến những cái lời nói, những cái lời mắng nhiếc mà mình vừa nói đối với dế chắt, đúng không? Tiếp tục từ tôi là chủ ngữ và toàn bộ phần còn lại về này và không một chút bận tâm thì sẽ là thành phần vị ngữ. Và đồng thời thì các bạn hãy cùng chú ý này, đó là đề bài của câu số 3 ấy, thì có hỏi với các bạn rằng là hãy xếp những cái câu trần thuật ở phía trên này, bốn câu này thành nhóm, đó chính là nhóm nào mà do một cụm chủ ngữ vị ngữ tạo thành và nhóm những cái câu mà do nhiều cụm chủ ngữ vị ngữ tạo thành. Thì các bạn hãy cùng chú ý này. Chúng ta có đây là câu số 1 nhé. Câu số 2 này. Câu số 3 và câu số 4. Với bốn câu này thì các bạn chú ý nhé. Câu số 1. Tôi hách một tôi đã hách răng lên và xì một hơi rõ ràng thì đây sẽ là có một cụm chủ vị đúng nhỉ? Chúng ta thấy chỉ có một cụm chủ vị thôi. Tiếp theo tôi mắng cũng là một cụm này. Tôi về không một chút bận tâm ở đây cũng là có một cụm chủ vị thôi. Tuy nhiên chúng ta có trường hợp của câu thứ ba chúng ta này có này.
chú mày hôi như cú mèo là một cụm chủ vị thứ nhất này. Và các bạn sẽ có ta nào chịu được là một cụm chủ vị thứ hai. Thì ở đây chúng ta có một câu mà có đến hai cụm chủ vị cơ. Đúng nhá, hai cụm chủ vị cơ. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng xác định được đó chính là câu số 1, số 2 và số 4 thì là những cái câu mà có một cụm chủ vị. Còn câu số 3 ở đây thì có đến hai cụm chủ vị. Và chúng ta sẽ cùng xác định này, những câu như câu số 1, số 2 và số 4 này, các bạn sẽ có những cái câu mà chỉ có một cụm chủ vị ở trong câu thôi, thì đó sẽ là những cái câu trần thuật đơn. Còn những cái câu mà có nhiều cụm chủ vị sóng đôi tạo thành thì chúng ta sẽ không coi đó là các câu trần thuật đơn mà chúng ta sẽ xếp nó vào nhóm khác nhá. Như vậy là sau khi mà chúng ta học xong toàn bộ nội dung của phần này thì các bạn hãy cùng giúp cô đưa đến một số những cái nhận xét cho nội dung của phần khái niệm câu trần thuật đơn là gì. Chúng ta sẽ có nhá, đó chính là xét về cấu tạo thì câu trần thuật đơn sẽ là những cái câu mà do một cụm chủ vị tạo thành. Và mục đích của cái câu đó sẽ là kể, tả, giới thiệu hoặc là nêu nhận xét. Như các bạn đã thấy nhá, thì ở trong phần các ngữ liệu này chúng ta sẽ chỉ thấy những cái câu kể hoặc là tả thôi. Chúng ta chưa thấy xuất hiện những cái câu giới thiệu hay là những cái câu nhận xét, đúng nhỉ? Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 La Mã. Ở trong phần này thì có rất là nhiều các câu văn để cho chúng ta có thể phân tích. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tìm ra những cái câu dùng để nhận xét hay là dùng để giới thiệu, để xem rằng là những cái câu dùng để nhận xét và giới thiệu đó, mặc dù là mục đích của nó thì khác so với các câu kể tả, nhưng mà cái cấu trúc, cái cấu tạo ngữ pháp của nó thì có khác gì hay không nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 La Mã luyện tập này. Chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập đầu tiên, bài tập số 1, sách giáo khoa trang 101. Cô đã đưa đến với các bạn ở trong phần này rồi, chúng ta có bài tập số 1 nhé. Ở trong bài tập này thì chúng ta có một đoạn văn được trích trong văn bản cô tô của tác giả Nguyễn Tuân, đúng nhỉ? Và đồng thời các bạn sẽ thấy này, ở trong đoạn này thì những cái câu văn ở đây có khá là nhiều các câu văn dài. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ xác định được hai câu trần thuật đơn ở trong phần này thôi, đó chính là câu thứ nhất và câu thứ hai. Câu thứ ba thì các bạn sẽ thấy này, cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn tất cả mọi khi, và cát thì lại vàng giòn hơn nữa. Thì đây sẽ là một câu mà có đến ba cụm chủ vị cơ, thì nó sẽ không phải là một câu trần thuật đơn. Tương tự thì các bạn sẽ có một cái câu số 4, đó chính là và nếu có cá vắng tăm biệt tích trong những ngày động bão thì nay lưới lại càng thêm nặng mẻ cá giã đôi. Thì ở đây các bạn sẽ có một câu mà có đến hai cụm chủ vị, thì đây cũng sẽ không phải là câu trần thuật đơn. Chúng ta sẽ cùng chỉ phân tích đến hai ví dụ về câu trần thuật đơn, đó chính là câu số 1 và câu số 2 ở trong đoạn này thôi nhé. Chúng ta sẽ có này, đó chính là ngày thứ 5 ở trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo và sáng sủa. Thì các bạn sẽ thấy này, ngày thứ 5 ở trên đảo Cô Tô, đây sẽ là thành phần chủ ngữ, còn toàn bộ phần này thì sẽ là phần phần vị ngữ, đúng nhá. Và đồng thời thì các bạn sẽ biết được mục đích của cái câu này là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có một câu dùng để tả này. Câu tả ở đây đưa đến cho chúng ta một ngày rất là trong trẻo, sáng sủa ở trên đảo Cô Tô. Thì đây là một câu tả đơn thuần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có câu thứ hai nhé, đó chính là từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy những cái dấu hiệu của sự sống con người, thì sau mỗi lần giông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Thì các bạn sẽ có này, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Thì bầu trời Cô Tô ở đây sẽ là chủ ngữ, và cũng trong sáng như vậy thì sẽ là vị ngữ nhé. Chúng ta đã khá là dễ dàng để có thể là chỉ ra được những cái câu văn để có thể là có cái một cụm chủ vị, đúng không? Các bạn sẽ có câu văn thứ nhất thì sẽ là mang mục đích là đề tả. Tuy nhiên câu văn thứ hai này, bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy, thì rõ ràng đây sẽ là một câu nhận xét này. Chắc hẳn là tác giả thì đã có rất là nhiều ngày để có thể là quan sát khung cảnh trời biển ở Cô Tô mới có thể đưa đến với chúng ta một cái nhận xét chân thực đến như vậy, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta có các câu kể tả rồi, chúng ta có các câu nhận xét rồi, mà chúng ta chưa có những câu giới thiệu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2, sách giáo khoa trang 102 thì sẽ đưa đến với các bạn một số những cái kiểu câu khác với những cái câu mà chúng ta vừa được học ở phần trên. Thì chúng ta sẽ cùng chú ý này.
Bài tập số 2 này đưa đến cho chúng ta một số câu văn ở trong văn bản con rồng trào tiên, ếch ngồi đáy giếng hay là văn bản con hổ có nghĩa. Thì cả ba văn bản này thì đều thuộc chương trình học kỳ 1 các bạn đã học qua rồi đúng không? Chúng ta sẽ có câu hỏi đó chính là: dưới đây là một số câu mở đầu ở trong các tác phẩm truyện mà em đã học, thì chúng thuộc loại câu nào và có tác dụng gì? Chúng ta sẽ có này: ngày xưa ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, thì có một vị thần nòi rồng, con trai của Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Các bạn sẽ có đối tượng chính ở trong câu này được nhắc đến, đó chính là một vị thần nòi rồng, con trai của Long Nữ và tên là Lạc Long Quân. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là rất là nhiều những cái ý để giới thiệu về một người, đó chính là Lạc Long Quân, liên quan đến tên này, liên quan đến gốc gác, lai lịch, đó chính là Lạc Long Quân. Thì chúng ta thấy được rằng là cái câu này thì đưa đến cho chúng ta ý giới thiệu đúng không? Chúng ta sẽ có câu ở phần A giới thiệu với chúng ta. Giới thiệu. Và một nhân vật rất là quen thuộc được giới thiệu ở đây đó chính là giới thiệu về Lạc Long Quân nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần B này. Ở trong phần B này chúng ta thấy có một con ếch sống lâu ngày ở trong một cái giếng nọ. Thì chúng ta có một đối tượng và chúng ta có môi trường sống của đối tượng đó, đó chính là con ếch thì sống lâu ngày ở trong một cái giếng nọ. Các bạn có đối tượng, các bạn có môi trường sống của đối tượng và các bạn còn được câu văn giới thiệu thêm cho cả cái thời gian mà con ếch sống ở trong môi trường sống của nó nữa, đó chính là đã sống rất là lâu ngày rồi, đúng không? Chúng ta sẽ có câu phần B này giới thiệu với chúng ta. Giới thiệu với chúng ta về con ếch này. Cuối cùng, trong phần C thì chúng ta sẽ có đó chính là bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Thì ở đây chúng ta sẽ có nhá, đó chính là chúng ta có biết nghề của người phụ nữ này là nghề làm bà đỡ này. Họ của người này đó chính là họ Trần này. Và đồng thời thì có nơi ở của bà đỡ này đó chính là ở huyện Đông Triều này. Thì chúng ta sẽ có những cái ý giới thiệu, giới thiệu về bà đỡ Trần này. À, vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, những cái câu này thì đều có một cụm chủ vị đúng không? Và đồng thời thì những câu này thì đưa đến cho chúng ta, tất cả những câu này thì đều đưa đến cho chúng ta những cái sự giới thiệu, những cái sự giới thiệu về các nhân vật này. Và như vậy thì chúng ta thấy được rằng là vai trò của câu Trần Thuật Đơn ở trong những cái câu văn của chúng ta đó chính là nó có thể có chức năng là kể này, tả này, nhận xét hoặc là giới thiệu. Vì vậy nên là với những cái mục đích như thế này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là câu Trần Thuật Đơn thì xuất hiện rất là nhiều ở trong lời nói và cũng như là trong những văn bản mà chúng ta thường sử dụng. Vì vậy nên là cô mong muốn các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ những cái nội dung mà chúng ta đã được học ở trong bài ngày hôm nay. Đồng thời thì bên cạnh đó các bạn sẽ có bài tập 3, 4 và 5 là những cái bài tập tiếp theo ở trong phần luyện tập sách giáo khoa trong 102 và 103. Cô chưa có thời gian để có thể đưa đến cho các bạn những cái gợi ý chi tiết nhất. Thì các bạn hãy cố gắng đọc nội dung của phần tài liệu đính kèm để có thể có được những đáp án cho những bài tập này nhé. Các bạn hãy chú ý nhớ thật kỹ được khái niệm câu Trần Thuật Đơn để trong buổi học lần sau cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về câu Trần Thuật Đơn có từ là và câu Trần Thuật Đơn không có từ là nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.